nhắc chủ cho cá ăn. Cho cá ăn chưa? Nói chủ cho cá ăn. Nó ăn rồi là nó nhắc cho cá ăn chưa, cho cá ăn chưa, gùm như vậy đó. Rồi con múa nó đi, con múa nó đi. Múa nó đi rồi cho. Múa mạnh lên, con múa mạnh lên. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Ôi, có thằng hạt hướng dương mà làm tất cả vậy đó. Bì nó làm cái gì vậy không biết nữa. Ruby. Ruby. À, đi ra leo lên đi con. Leo lên. Rồi lên nữa. Rồi lên thêm tầng nữa. Rồi bước qua hồ cá. Đi qua hồ cá đi con. Nè cát múa đi. Cát múa đi cho cát ăn. Múa, múa mạnh lên. Múa cho gãy thằng cổ luôn, múa mạnh lên nữa. Múa nữa đi con, múa ít quá vậy. Múa. Giỏi quá, rồi cho cát ăn nè. Trời ơi. Có ăn à, kêu múa là múa ha. Ha. Rồi, múa, múa mạnh lên con, múa, múa nữa, múa nữa. Rồi, được rồi. Trời ơi, ăn hạt hướng dương mà đầy đọ con tao quá trời à, bắt phải múa mới cho ha. Ha. Bắt phải múa mới cho. Ngon không? Sáng cho nó ăn xong rồi lại nhắc cho cá ăn à, bữa nào cũng vậy trơn á. Ăn xong rồi nhắc cho cá ăn nha kia. Nghe. Nó ăn rồi là nó nhắc cho cá ăn chưa, cho cá ăn chưa, gùm như vậy đó. Rồi con múa nó đi, con múa nó đi. Múa nó đi rồi cho. Múa mạnh lên, con múa mạnh lên. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Ôi, có thằng hạt hướng dương mà làm tất cả vậy đó. Ăn cây ngon lành chưa? Ngon không? Rồi còn hạt nữa nè. Còn hạt nữa nè. Rồi cắt múa đi. Cắt múa đi. Múa, múa. Múa đi. Múa mạnh lên. Rồi cắt múa mạnh lên. Múa đi con. Còn nhai trong miệng chưa chịu múa. Rồi múa đi. Con múa đi. Múa mạnh lên. Giỏi quá. Giỏi quá. Ôi ôi. Rồi thôi cho con nè. Cho con nè. Chưa có thi. Nhắc chủ cho cá ăn. Cho cá ăn chưa? Nói chủ cho cá ăn. Cho cá ăn. Bản thân nó không lo, đi lo cho mấy con cá kìa, rảnh quá ha. Ha. Mình không lo, lo cho con cá. Sao sáng chị cho ăn hạt hướng dương phải không? Ăn no rồi giờ nhắc chị cho cá ăn á phải không? Phải không? Ồ, cô cá mặt kìa, tối ngày lo cho mấy con cá không à. Còn Ruby thì kêu á, nằm xuống cúi đầu nhắm mắt lẹ lên, rồi Ruby ra biểu coi. Trong khi cá thì nhắc cho cá ăn sáng nào cũng vậy trơn á. Hả, sáng ra ha, nó ăn xong rồi là cho cá ăn chưa, cho cá ăn gùm hết trơn vậy đó. Nghe, nó nhiều chuyện lắm nè. Phải không? Con mắt nó nhìn kìa. Cho cá ăn, Bảo Thi ơi. Dạ, để con cho ăn. Cho cá ăn. À, rồi cho cá ăn đi con. Đó, mỗi lần cho cá ăn là nó đứng bờ hồ nó nhìn vậy đó. Nó nhiều chuyện lắm nè. Nha. Nó nhiều chuyện lắm nè. Phải không? Phải nhiều chuyện không? Nói gật đầu. Cho sờ đầu cái coi. Nè, cho sờ đầu cái. Cho sờ đầu cái. Nha. Sao? Làm gì vậy? Cho sờ đầu cái coi.
Ôi nó kìa, Bi ăn đi con. Bi kêu cái lại ăn liền ha. Kìa, Quyết ở đây ăn đi, tha chỗ khác chi giống Quyết con Bi nè vậy đó. Trên cao ăn cho sạch đi, tha đem đất ăn cho dơ vậy đó. Ôi két còn phần nữa nè, ăn lẹ lên đi để chị Bi chứ lại chị ăn phần đó là hết luôn. Nhanh két ơi. À, con két nó cũng khôn, nó đem nó giấu trong kia luôn rồi, Bi gió không tới rồi. Bi này là thích ăn ổi lắm. Thôi để cho em ăn kiếm gì nữa Bi. Kìa kìa, còn một chút xíu nó cũng mót nữa. Lẹ lên két ơi. Ăn nhanh lên để chị Bi với lại chị dành là hết. Rồi cái mặt ham ăn nè, dành ăn với em két nè. Chắc chưa trời nực rồi hả miệng ra hoài. Bi đi vô chuồng. Em nó kêu Bi vô chuồng lại lên đó hả. Bi vô chuồng. Bi. Bi. Cho Bi ăn ha. Bi làm gì vậy Bi? Làm gì dạ? Nó kêu vô chuồng lại lên kìa, Bi làm gì dạ? Hả? Làm gì dạ? Thôi, nghe không? Nghe em Bi. Bây giờ dậy động nè. Bấm mát nha, bấm cho Bi đi, Bi mát nha. Ờ, ngoan ghê, kêu đứng lên là đứng lên nè. Cái đầu nè, lông mới cắt tỉa làm cho mát, nóng được quá trời đó. Ngày tắm hai vé mà chưa tắm. Ồ mát không con? À, đó, cái này là thịt cho mát thôi. Chứ bình thường là phải tắm dầu gội nè. Rồi thôi con đi đi, con đi đi. Rồi, cái Vũ Long đi con, Vũ Long. Nè nè, Bi Bi, đúng rồi. Bi Bi Bi, rồi Vũ Long. Ờ, giỏi quá. Ờ, rồi, lại đây con, để con, để đi. Rồi, lại đây nè.